Hôm nay mình làm video là mình quay cái gốc cam, mình đặt vô là mã số 6 cam bầu mài, mình đã sửa gốc. Bây giờ cho đồng hồ là nó đã là 1 đi. Rồi cái điểm đây là điểm T. Rồi giờ bắt đầu mình quay, mình tìm cái gốc nạp sớm của nó. Đây là điểm 1 ly rồi các bạn. Góc nạp sớm của nó là 18 độ. 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly. Quay mình trả về 1 ly để mình tìm góc nạp muộn của nó. Góc nạp muộn của nó là 41 độ nha các bạn. Rồi giờ mình dừng vi gieo để mình quay cái xuống cái góc xả sớm và xả muộn của nó. Bây giờ mình đã chuyển cái đồng hồ xuống cái tìm cái góc xả sớm và xả muộn của nó. Giờ mình quay, tiếp tục mình quay. Rồi 1 ly nha các bạn. Cái góc xả sớm của nó là 28 độ. Mình quay tìm cái góc xả muộn của nó này. Đây là mình cho là 1 ly đi. Bây giờ mình nhìn trên vô lăng, góc xả muộn của nó là 17 độ nha các bạn. Đây là cái bảng mình quay đây. Ví dụ cây cam rin khi chưa xả gốc thì nó là 50 độ, xả sớm 50, xả muộn 20, rồi nạp sớm 23, nạp muộn 50. Còn bây giờ là mình dùng cái đồ xả gốc, mình tự mình điều chỉnh cái gốc theo cái ý muốn của mình, thì nên là nó còn 28 độ xả sớm, 17 độ xả muộn, nạp sớm 18 độ, nạp muộn 41 độ. Thường thường là mình dịch chỉnh là khoảng 3 độ để cho cái gốc xả sớm nó hành trình nó có lớn hơn gốc nạp, gốc xả muộn nó có hành trình lớn hơn gốc nạp sớm khoảng 3 độ nha các bạn. Thì nhưng mà cái máy này là mình móc cái, mình không có dùng bánh cam tăng chỉnh mà mình tự mình móc cái lỗ bánh cam ra chút xíu là mình dời cho nó trễ hơn 3 độ nữa. Thành ra là nó chạy, cái máy nó chạy rất tốt. Nó chạy tốt hơn so với cái cam rin, gốc rin mà từ lò họ đưa về luôn. Rồi, video là mình xin dừng video ở đây.